Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi là đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Tuấn tại khu vực Yên Nam Định. Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi quá trình khảo sát của công ty chúng tôi xuống cho anh Tuấn tại khu vực này nhé.
Thank you.